Chào cả nhà nhé, cả nhà ăn cơm chưa ạ? Hôm nay có nhiều váy đẹp lắm ấy cả nhà. Ăn cực đẹp luôn cả nhà nhé. Nay rất chi là nhiều váy đẹp cả nhà nhé. Hôm nay váy này là các bạn này nhìn này. Rất chi là đẹp này. Hôm nay toàn bộ váy hàng này nhé, chỉ có 99k thôi các bạn nhé. Hôm nay bán váy chỉ có 99k thôi cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn nhé. Mọi người ơi, và chia sẻ bà cho em đi ạ. Vâng, em chào cả nhà, em chào anh Dương quá nhé. Mọi người ơi, váy này chỉ có 99k thôi nhá. Em có rất là nhiều màu nhá. Bây giờ em sẽ lấy cho cả nhà xem này. Rất chi là nhiều màu này. Hôm nay em vừa nhập về nhá. Chào mọi người nhá. Chào chị Phạm Đăng Minh Quân nhá. Chào Nguyễn Phong nhá. Các bạn ơi, đẹp lắm, chỉ có 99k thôi các bạn nhá. Rất là đẹp luôn và rộng rãi. Mình có cân nặng từ 40 cân cho đến 80 cân đều vừa nhá. Cái váy này rất là thích luôn, có quai thu này. Chào Nguyễn Thị Trang, chị ơi bộ này này váy đi ngủ đẹp lắm ấy chị ơi, em có rất là nhiều màu này. Em có màu tím này. Cả nhà ơi, màu tím này rất là đáng yêu này. À đây là bộ. Em sẽ lấy sang bộ, đây là bộ nhá mọi người nhá. Em sẽ lấy sang váy nhá. Chào chị Lucky Bùi nhá. Mọi người để em lấy hàng ra nhá. Đây này, hôm nay em vừa nhập về đây này mọi người này. Rất là nhiều màu luôn này. Đấy, hôm nay vừa nhập về đấy. Chất liệu rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Mọi người ơi, chia sẻ cho em đi ạ. Đây này mọi người ơi, màu đen đây em mặc. Đây là màu hồng nhá, chỉ có 99k thôi cả nhà nhá. Váy ngủ hàng cột hàng thun lạnh nhá, 100% hàng Sài Gòn các bạn nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Em lấy chất liệu vải từ Sài Gòn ra các bạn nhá. Các bạn ơi, nhìn váy màu đen này, quai nhỏ này. Đây này các bạn nhìn đấy, có quai để thu cho vừa nhá. Chào Phạm Đoàn đây các bạn ơi, chia sẻ video giúp em đi ạ. Đây này các bạn ơi, nhìn này. Màu đen rất là đáng yêu này. Các bạn đây là màu đen nhá. Em mặc đây là màu hồng này. Đây là màu tím cà này mọi người nhá. Chào chào cậu ạ. Cậu Nguyễn Minh Phú ạ. Lục Trần thay luôn. Chào anh Lục Trần. Anh có mua ủng hộ cho em không? Đây là màu tím cà này mọi người ơi. Đây là màu hồng nhá. Em đang mặc đây là màu hồng nhá. Cả nhà nhá. Em có cả bộ đùi nhá. Mọi người có thể lấy sang bộ đùi này. Có hai hình như nhau luôn. Màu cũng giống nhau luôn. Đây là bộ đùi nhá cả nhà nhá. Đây là bộ quần đùi nhá, áo dây nhá. Có rất là nhiều màu các bạn nhá. Hôm nay em rất là lấy rất chi là nhiều size luôn. Rất chi là nhiều màu luôn, nhiều size, nhiều số, đủ màu các bạn nhá. Đây nha, em cho mọi người nhìn màu xanh xanh lục này. Xanh lục rất là đẹp cả nhà nhá. Đây các bạn ơi. Đây là màu xanh lục nhá. Cả nhà ơi, chia sẻ video giúp em đi ạ. Đây là các bạn ơi, màu xanh lục này. Rất là đáng yêu. Chỉ có 99k, mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k nhá. Chào anh nhá. Đây các mọi người ơi, nhìn này, chỉ có 99k ấy. Rất chi là đẹp này mọi người này. Rất chi là đẹp luôn nhá. Phần đằng sau có quai thu này. Mặc rất là mát mùa hè nhá các bạn nhá, để đi ngủ. Bên em luôn cung cấp những sản phẩm đẹp đến tay người tiêu dùng ạ. Tất cả những ai đã lấy sản phẩm bên em đều biết sản phẩm bên em rất là đẹp luôn ạ. Có màu xanh này, màu xanh đệ xanh mực này. Màu xanh này cũng rất là đẹp này. Màu xanh mực này. Các bạn ơi. Màu xanh này. Màu xanh tím than này. Mọi người ơi, màu xanh tím than này. Đây là màu xanh tím than nhé các bạn nhé. Chỉ có 99k thôi cả nhà nhé. Chỉ có 99k thôi nhé. Em xin nhắc lại, sản phẩm này chỉ có 99k thôi. Bạn nào mua 5 sản phẩm sẽ được tặng một sản phẩm ạ. Mua 5 cái sẽ được khuyến mại một cái nhé các bạn nhé. Chào anh Tình Lê nhé mọi người ơi, chia sẻ video giúp em đi ạ. Đây mọi người ơi, màu gạch non nữa này. Rất là đẹp luôn nhé, chỉ có 99k thôi cả nhà này. À đây là bộ rồi, chuyển sang bộ rồi. Bây giờ em sẽ lấy nguyên váy nhé. Đây là đầm. Đây mọi người ơi, đầm đây, à quần. Đây mọi người ơi, đầm đây có màu này. Đây này, màu đỏ này. Mọi người nhìn màu đỏ này. Chào cả nhà ơi, chia sẻ video giúp em đi ạ. Các bạn ơi, nhìn đầm này chỉ có 99k thôi cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn, chỉ có 99k, em rất là nhiều màu nhá. Đủ size, đủ số cho tất cả các bạn chọn nhá. Đây màu tím Huế này, cả nhà ơi, màu tím Huế rất là yêu luôn này. Em có rất là nhiều màu cả nhà nhá. Đây, đây là màu tím Huế này cả nhà, em vừa đi nhập hàng xong. Các bạn ơi, màu tím Huế này rất là đẹp luôn này.
chỉ có 99k thôi cả nhà nhá. Mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k. Các bạn nhìn phần ngực này, họ nhún rất là đẹp này, họ rúm này rất là đẹp này. Ok chị, em mặc màu đỏ cho chị xem nhá. Em mặc màu đỏ nhá cả nhà nhá. Cả nhà để em mặc màu đỏ cho có mọi người xem này. Có quai thu nhá các bạn, thích trễ hay là thích ca có thể chỉnh cái quai đằng sau ạ. Rất là đẹp luôn nhá cả nhà nhá. Chỉ có 99k thôi ạ. Sản phẩm này chỉ có 99k thôi các bạn nhé, hàng thu lạnh nhé. Em bảo đảm mọi người không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu ạ. Đây cả nhà ơi, hàng vải đây này, chỉ có 99k thôi cả nhà ơi. Alo, các bạn ơi chia sẻ video cho em đi ạ. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Em đang bán hàng mà. Có gì không anh? Vâng, có gì không anh cứ nói đi. Ôi, cái ông hiêu vượn đấy. Thôi nhá, tí nữa em gọi cho anh nhá, em đang bán hàng nhá. Mọi người vào chia sẻ video cho em đi anh ơi. Vâng, và chia sẻ cho em vào các trang nhóm hoặc Facebook đi. Và chia sẻ cho em với em đang phát ở nick Thanh Tuyền nhé. Ê cả nhà ơi, nhìn đây, đầm này chỉ có 99k. Chị Nguyễn Ngoan ơi, chị nhìn thấy không ạ? Chào ạ, chào Nguyễn Đình Vị nhá. Chào Phạm Đình Tiệp này. Mọi người ơi, chia sẻ video giúp em đi ạ. Sản phẩm này chỉ có 99k thôi nhá. Em có đủ size, đủ số, đủ màu này. Rất là thoải mái, hàng thun lạnh các bạn nhìn này. Các bạn quay máy thật thoải mái nhá. Các bạn nhìn phần ngực này, rất là yêu luôn này, các bạn nhìn này, rất là đẹp luôn. Các nhìn đường viền này. Các bạn bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k nhé. Rất là đẹp này. Em cho mọi người xem màu xanh dương nữa này. Em có cả váy lẫn quần đùi màu như nhau nhé. Chào Huyền Bát Hối nhé. Chia sẻ video giúp chị đi em ơi. Ơi à, quên cho chị chia sẻ video với em đi. Chào anh Luận Nguyễn. Anh ơi em ship hàng toàn quốc nhá. Em xin nhắc lại mọi người nhé. Em ship hàng toàn quốc. Tất cả mọi người có thể để lại cho em số điện thoại và chọn màu cho em sẽ ship hàng toàn quốc ạ. Có màu xanh. Có em ơi. Màu này xanh xanh dương này. Có màu xanh xanh lục nữa này. Màu xanh nước biển nữa nha em nhá. Chị đang tìm cái màu xanh nước biển nó lẫn ở chỗ nào này. Có màu xanh nước biển nữa cả nhà nhá. Đây, em sẽ lấy màu xanh nước biển cho mọi người xem nhá. Có cả màu phấn hồng này. Rất là nhiều màu luôn cả nhà nhá. Rất là đa dạng màu luôn nhá. Mọi người có thể thích màu nào có để lại cho em số điện thoại để màu xanh nước biển đấy cả nhà ơi. Vâng em quên mất chị Huyền Bất Hối ơi, em nhầm. Đây chị ơi, màu xanh nước biển này. Màu xanh nước biển này cả nhà nhá. Màu phấn hồng này. Người nhìn màu phấn hồng này. Màu phấn hồng này, hồng phấn này. Xanh dương nha. Ok chị Huyền Bất Hối ơi, chị lấy màu xanh dương, chị lấy thêm cái gì nữa không ạ? Lấy xanh này không này, xanh lục cũng đẹp này. Hay chị lấy thêm màu hồng đi, màu hồng đẹp lắm chị ạ. Đây em cho chị xem màu hồng nhá, màu hồng rất là đáng yêu luôn này. Chị lấy thêm cái màu hồng đi. Đỗ Văn Tuấn ơi, chia sẻ video giúp mình đi. Chị Huyền ơi, chị gọi điện cho em sẽ dơ màu cho chị xem. Chỉ có 99k thôi cả nhà nhá. Em bảo đảm mọi người không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu ạ. Mọi người nhìn em màu đỏ rất là đáng yêu này. Màu đỏ này. Bây giờ đây là màu phấn hồng này, màu hồng này. Em sẽ dơ màu gạch cua cho mọi người xem nhá. Hiện tại đây em chưa dở màu gạch cua này. Màu gạch non này. Chào Trần Đạo, mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Ok chị, em sẽ dơ màu xanh lục. Alo. Alo. Vâng đúng rồi anh ạ. Chị ơi xanh lục đây. Vâng anh cứ nói đi ạ. Vâng đúng rồi các bạn nhé. Em xin nhắc lại mua 5 sản phẩm sẽ được tặng một sản phẩm 5 váy ngủ để khuyến mại thêm một cái váy ngủ này nhá. Anh ơi em có cả bộ đồ váy và bộ đồ luôn nhá. Anh lấy váy hay là bốn cái váy. Vâng. Hai bộ đồ ạ. Vâng. 6 cái tính tiền 5 anh nhé. Anh tên gì ạ?
cứ nói đi ạ. Anh ơi, em có 80 cân cũng vừa cơ. Anh chỉ cần cho em chiều cao cân nặng thôi là em có ship cho anh 80 cân cũng vừa. Chứ không phải 60 cân anh ạ. Màu gì nè, anh lấy màu gì nè. Rồi, ok. Một màu tím Huế này. Một tím Huế này. Một hồng này. Là hai rồi này. Vâng, bốn cái váy dài, một tím Huế, một hồng này. Anh ơi, anh lấy thêm màu xanh lục không? Mà xanh dương cũng đẹp lắm. Vâng, em hiểu rồi ạ. Anh lấy màu gì ạ? Màu tím Huế này, Huế hồng này rồi. Màu tím Huế, màu hồng này. Vậy được có 4 bộ, còn 2 bộ nữa anh lấy cái gì ạ? Anh lấy có một tím Huế này, một hồng là váy này, với hai bộ đồ ngủ là một Huế, một hồng này. Bốn cái là màu tím Huế với màu hồng với màu gì nữa anh? Có màu đen không anh ơi? Có màu đen chị nhá. Hai màu Huế luôn ạ. Rồi ok anh, thế là tổng là 6 bộ. Anh ơi cho em số điện thoại anh ạ. À đây anh gọi luôn địa chỉ ạ. Em hiểu rồi. Rồi rồi. Vâng. Hai cái váy màu tím Huế, hai cái váy màu hồng. Vâng. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng. Coi nhá, bây giờ nhá em đọc lại cho anh này. Tất cả của em có đủ size cân này, em chốt cho anh nhá. Hai cái váy màu tím Huế, đúng chưa anh? Anh nhắn tin cho em nhá, anh nhắn tin cho em nhá. Anh nhắn tin chứ, nhắn tin cho em luôn để em chốt cho anh nhé, để em sẽ bỏ riêng ra nhé, anh nhắn tin cho em luôn nhé, ok. Chị Huyền Bất Hối ơi, em có màu đen nhá, các chị ơi màu đen đây, em sẽ mặc thử màu đen nhé mọi người nhá, đây nhá mọi người ơi, em sẽ mặc thử màu đen cho cả nhà xem nhé. Các bạn ơi, mình xin nhắc lại nhá, hôm nay mình sẽ chiên khách hàng mua 5 tặng 1 nhé các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ bán là mua 5 tặng 1, các bạn mua 5 sản phẩm váy ngủ và quần đùi mới có cả dạng như này, quần đùi như y chang màu nhá các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thử sang màu đen này cho tất cả các chị em phụ nữ yêu màu đen này, mình sẽ thử sang màu đen luôn nhá. Các bạn đợi mình thử màu đen nhá, màu đen rất là đẹp luôn cả nhà nhá, rất là đáng yêu luôn. Mình bảo đảm các bạn đi đâu không bao giờ mua được sản phẩm này với giá 99k nhá. Mình ship hoàn toàn quốc các bạn nhá. Các bạn đã nhìn màu đen này đáng yêu chưa này. Đấy, các bạn nhìn mình mặc màu đen này. Màu đen rất là đẹp nhá. Các bạn nhìn đó, chất hàng của mình là hàng thun lạnh 100% nhá. Mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm đấy các bạn ơi. Cái này có phần quai thu nha các bạn nhá. Đây là các bạn thích cao này. Mình sẽ thu cao đây cho các bạn xem này. Vâng, em chào anh Hậu ơi. Anh ơi chia sẻ video giúp em với ạ. Đây này các bạn ơi, nhìn váy đen này. Chỉ có 99k nhá. Hôm nay mình sẽ khuyến mại chiên khách hàng nhá. Chỉ mua 5 tặng 1 các bạn nhá. Các bạn nhanh tay đặt hàng đi, số lượng có hạn nhá. Chỉ riêng ngày hôm nay em khuyến mại mua 5 tặng 1 ạ. Các bạn nhìn này. Đây tất cả em có cả bộ đùi nhá các bạn nhá. Mọi người có thể lấy bộ đùi đây ạ. Các bạn ơi đây là bộ đùi nhá, mình có cả quần đùi này, quần đùi chị Huyền Bất Hối ơi. Chị vào xem đi, em có quần đùi nữa nhá. Mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Đây mọi người ơi, em có cả bộ quần đùi màu đen nhá. Tất cả các màu em mặc váy đều có bộ nhá. Đều có bộ đùi nha các bạn nhá. Các bạn thích mặc đùi sẽ có đùi này, bộ đùi này. Quần rất là đáng yêu này, quần cũng rất là theo gen này, mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này. Với giá 99k đó các bạn nhá. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn gấu này, rất là đẹp luôn này. Chỉ có 99k, tất cả các bạn nào đặt hàng có thể gọi điện cho em vào số điện thoại em để ở phần trên đấy ạ, để đặt hàng ạ. Chị Huyền Bất Hối ơi, chị lấy những màu gì này? Chị cho em lại màu đi, em sẽ gọi cho chị Nguyễn Ngoan ơi. Chị cho màu gì em gói vào hàng cho chị luôn ạ. Cả nhà hôm nay xin nhận lại hàng này có 99k thôi cả nhà nhá. Rất là rẻ luôn, mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu ạ. Đây em sẽ gọi cho chị Huyền nhá, chị Huyền Bất Hối này, chị Huyền này. Chị Ngoan này.
Mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Hôm nay em bán sản phẩm này chỉ có 99k cho cả nhà nhé, các bạn nhìn này. Rất là đẹp luôn này. Mình có cân nặng từ 40 cân đến 80 cân đều vừa nha các bạn nhé. Đợi em sẽ gọi cho tất cả mọi người lại để các bạn chốt cho mình ạ. Mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Anh Luận Nguyễn nhá, anh ơi chia sẻ video giúp em đi. Em chào anh Lê Văn Cường ạ. Anh ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Mọi người ơi chỉ có 99k thôi nhá. Em bảo đảm mọi người không đi đâu mua được sản phẩm này với 99k đâu ạ. Chị Huyền Bất Hối ơi, chị cho em lại số điện thoại đi với chị Ngoan ơi, em bị hỏng máy em chưa sửa được. Sản phẩm bên em bán hôm nay chỉ có 99k thôi cả nhà nhé. Em bảo đảm mọi người không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu. Em sẽ giơ lại từng màu cho mọi người xem này. Em có cả màu đô nhé cả nhà nhé. Cả nhà ơi xem màu đô này. Em cho mọi người xem màu đô này. Màu đô này cũng rất là đẹp luôn này cả nhà này. Cả nhà nhìn màu đô nhá, màu đô này. Mọi người không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k nhá. Hôm nay em sẽ chiên khách hàng mua 5 tặng 1 các bạn nhá. Mua 5 tặng 1 sản phẩm này các bạn nhìn rất là đáng yêu này. Màu đô này, giống màu đen mình đang mặc này. Các bạn ơi đây là màu xanh tím than này, màu xanh mực này, màu xanh tím than là nó này, màu xanh tím than này. Màu xanh lục này. Các bạn ơi nhìn xanh lục chỉ có 99k thôi cả nhà nhá, mua 5 tặng 1 ạ. Đây là màu tím Huế này cả nhà ơi, màu tím Huế này yêu chưa này, màu tím Huế này các bạn này. Các bạn ơi chia sẻ video giúp mình đi các bạn ơi. Đây là màu xanh này, màu xanh nước biển này các bạn ơi, đây là màu xanh nước biển nhá. Màu xanh nước biển rất là đáng yêu luôn này. Cả nhà ơi, màu xanh nước biển đây ạ. Màu xanh nước biển đây các bạn ơi, rất là đẹp luôn này. Và bảo đảm các bạn không đi đâu đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu nhá các bạn nhá. Đây màu xanh nước biển này. Các bạn ơi màu xanh nước biển này, rất là đẹp này, các bạn nhìn này, rất là đáng yêu luôn nhá. Đây là màu xanh nước biển cả nhà nhá, rất là đẹp luôn. Em có màu hồng nữa này, các bạn ơi màu hồng này, màu hồng hồng sen này. Hồng sen này các bạn ơi, hồng sen rất là đẹp này các bạn ơi, màu hồng sen này rất là đáng yêu luôn. Đây là mình mặc màu đen nhá. Bây giờ mình sẽ mặc sang màu xanh lục cho các bạn nhá. Đây là màu xanh lục này. Mọi người ơi, đây có quai thu nhá, mọi người thích trễ hay là thích cao có thể thu cái quai này đằng sau nhá. Mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu ạ. Đây này mọi người ơi, nhìn màu xanh đen này, mọi người nhìn này, rất là đẹp này. Bây giờ em sẽ thử sang màu này nhá. Màu xanh lục nhá cả nhà nhá. Lúc nãy em thử màu đen rồi này, bây giờ em thử sang màu xanh lục cho mọi người xem nhá. Em có cả bộ đùi cả nhà nhá. Em có cả hàng quần đùi luôn đấy. Áo cộc và quần đùi nhá cả nhà nhá, váy và bộ cộc nhá, màu y chang nhau nhá, không khác gì nhá. Cả nhà ơi, nhìn màu xanh lục đáng yêu chưa này? Đấy, màu xanh lục này rất là sang và mát mẻ này các bạn ơi, nhìn rất là đáng yêu này, màu xanh lục này. Các bạn nhìn này, rất là rộng rãi và thoải mái để cho con một bộ váy ngủ để đi ngủ à các bạn ạ. Các bạn ơi chia sẻ video giúp mình đi các bạn ơi. Đây nhá, mình xem ai nhắn tin cho mình đây. Nào các bạn đi chia sẻ video giúp mình đi. Sản phẩm này chỉ có 99k thôi cả nhà nhá. Chỉ có 99k cho một sản phẩm bộ đồ ngủ. Em bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu ạ. Em bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k nhé mọi người ơi. Chia sẻ video giúp em đi ạ. Để cho tất cả các bạn biết đến sản phẩm bên em chỉ có 99k thôi ạ. Rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Rất là rẻ luôn các bạn nhé, chỉ có 99k hôm nay em sẽ bán mua 5 tặng 1 nhé. Rất là khuyến mại tri ân khách hàng các bạn mua 5 tặng 1 này, đẹp không này các bạn ơi, mua 5 tặng 1 nhé. Mua 5 sản phẩm các bạn sẽ được khuyến mại thêm một sản phẩm nữa là 6 nhé, chỉ tính tiền 5 nhé. 6 sản phẩm sẽ tính tiền 5 thôi các bạn nhé, mua 5 tặng 1 nhé. Mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu ạ. Các bạn ơi chia sẻ video giúp mình đến tất cả các chị em phụ nữ biết đến sản phẩm của bên em nhé. Váy ngủ rất là đẹp luôn này. Đây là các bạn nhìn đường ren này, các bạn nhìn này, rất là ôm và đẹp luôn này. Mình bảo đảm với 99.000 các bạn không đưa đâu mua được sản phẩm như thế này luôn. Hàng mình bảo đảm của mình là hàng thương lạnh nhá, hàng chất đẹp nhá, đến tay người tiêu dùng là hàng đẹp 100% nhá. Mình bảo đảm luôn chất lượng nhá.
Chưa một khách hàng là bên mình mà mua sản phẩm này bảo là không đẹp đâu ạ. Rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Cả nhà ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Cả nhà ơi chia sẻ video em chỉ có 99k thôi nhá. Mua 5 tặng 1 em rất là nhiều màu này các bạn ơi. Màu đỏ này, màu đỏ rất là đáng yêu luôn này. Các bạn nhìn màu đỏ này, màu đỏ rất là đẹp này. Nhìn rất là sang trọng nhá. Bây giờ em sẽ mặc thử sang màu đỏ nhá các bạn nhé. Em sẽ thử sang màu đỏ nhá. Các bạn ơi nhìn màu đỏ này, bây giờ em sẽ thử màu đỏ nhá. Màu đỏ rất là đáng yêu này. Các bạn ơi nhìn màu đỏ này, xinh lắm ấy, chỉ có 99k thôi các bạn nhé. Mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k. Chỉ có bên em nhập từ nơi sản xuất. Em lấy hàng và em sản xuất ra, nhập từ nơi em đưa vải cho nơi sản xuất với có giá như thế này thôi, còn các bạn đi mua bên ngoài không bao giờ có luôn. Tầm này các bạn mua bên ngoài lúc nào cũng sẽ có 170 một cái ạ. Các bạn không bao giờ mua được giá 199k này đâu nhá. Rất là đẹp luôn này các bạn này, rất là đáng yêu. Đẹp không? Rất là thoải mái, mình bảo đảm chất bên em là hàng thun lạnh nhá các bạn nhìn này. Mình kéo ra kéo vào rất là thoải mái này nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Bây giờ mình sẽ thử sang màu xanh lục nhá. Mình sẽ thử sang màu xanh lục cho các bạn xem nhá. À, màu đỏ nhá. Đấy em thử màu xanh lục này. Bây giờ sẽ mặc màu đỏ. Các bạn nhìn màu đỏ này. Màu đỏ cũng chỉ 99k thôi các bạn nhá. Mình cho cái tem này. Và em xin nhắc lại mọi người này, đằng sau có quai thu nhá, rất là yêu luôn này. Sẽ thu lên này, rất là thoải mái này. Tất cả chị em phụ nữ mà thích cao này. Đây này, mọi người ơi quai đằng sau này. Em sẽ thu quai lên này. Đấy mọi người ơi, nhìn thấy không? Em thu là thành cao luôn này. Đây này, nhìn rất là kín đáo luôn này. Các bạn nữ nào mà thích kín đáo ấy thì sẽ thu quai lên, cũng thích hở hang thì các bạn thả quai xuống cũng được, rất là thoải mái luôn nhá cả nhà nhá. Các bạn nhớ rất là đẹp đấy, khách hàng đã đặt 6 bộ này. Các bạn ơi mua 5 tặng 1 nhá. Hôm nay chỉ có duy nhất ngày hôm nay em bán khuyến mại mua 5 tặng 1 ạ. Rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. Ngày hôm nay em bán là mua 5 tặng 1 cả nhà nhá. Mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi mọi người ơi. Em bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu ạ. Vâng em cảm ơn anh, có số điện thoại 812 nhá. Em sẽ gọi luôn số này này. Mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi, chỉ có 99k nhá. Hôm nay em mua 5 tặng 1 nhá. Các bạn ơi nhanh tay đặt hàng đi, em có cả váy và bộ đồ nhá. Kiểu dáng như nhau, màu như nhau luôn. Chỉ có khác là váy và bộ đồ thôi ạ. Các bạn nào thích kín đáo thì có thể mặc bộ đồ, còn thích thoải mái thì mặc váy này, rất là đẹp. Alo anh ạ, ơi anh dùng hai số ạ. Ok, anh ơi cái này nó thun mà hàng này mặc rất là thoải mái luôn. Em lấy số 1 và số 2, nó to em nhặt số 2. Không sao, không sao. Không sao anh ơi, tí em biết rồi. Vâng. Vâng ạ, vâng em hiểu rồi, em nhớ rồi ạ. Vâng em cảm ơn anh nhá. Tối em mai xếp hàng anh ở đâu ạ? Anh Nguyễn Hữu Luận, anh ơi anh nhắn ở trên nãy cho em chưa? Địa chỉ của anh chưa? Ô thế anh nhắn luôn cho em đi. Anh nhắn luôn cho em địa chỉ nhá. Ok, địa chỉ vào nơi anh ở nhá. Chính xác để em sẽ ship cho anh luôn. Chị Huyền Bát Hối ơi, chốt cho chị hai màu này, màu xanh lục và màu đen, chị gửi em số điện thoại em gọi luôn cái này. Em sẽ viết ra cái giấy cho chị luôn này. Đây này, em sẽ chốt cho chị màu xanh lục và màu đen này. Cái màu đen đâu nhỉ? Màu đen đây này. Ui, rất là nhiều màu lần này luôn này các bạn ơi. Hôm nay em rất là nhiều vải màu nhá. Em chốt cho chị màu chị Huyền Bát Hối này, màu xanh lục và màu đen nhá, hai màu này của chị Huyền này. Mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Chị Huyền ơi chia sẻ video giúp em đi chị ơi. Đây nha em chốt cho chị Huyền này. Chị ơi cho em số điện thoại đi. Chị Huyền này. Chị cho em số điện thoại và nhắn tin cho em vào số điện thoại 0987778621 nhá. Của nhắn em địa chỉ của chị nhá, nhắn tin một số điện thoại đi. Nhá em chốt cho chị hai bộ màu này rồi. Ok chị Huyền này, chốt cho chị Huyền này. Và em chốt cho một anh nữa là một màu tím Huế này, một màu hồng này,
Váy tím Huế này. Váy tím Huế này. Váy tím Huế này. Váy màu hồng này. Tím Huế này. Rất là nhiều màu các bạn nha. Các bạn ơi chia sẻ video giúp mình đi các bạn ơi. Rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Rất là rẻ luôn nhá. Chỉ có một có 99k thôi cả nhà nhé, bảo đảm mọi người không đi đâu một cái váy yêu và đẹp như thế này. Rất là xinh và phần ngực các bạn nhìn nhá. Rất là đẹp luôn này, các bạn nhìn này, rất là đẹp luôn này. Chỉ có 99k nhé các bạn, mua 5 tặng 1, em có cả bộ đùi nhé các bạn nhá. Em xin nhắc nhấn mạnh em có cả bộ đùi màu y chang nhé, kiểu dáng giống luôn nhá. Mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Chị Huyền Bất Hối ơi, nhắn tin vào Messenger cho em đi. Chào Linh Nguyễn nhá, chào Nguyễn Sang này. Các bạn ơi chia sẻ video giúp mình đi các bạn ơi. Rất là đẹp luôn cả nhà nhá, chỉ có 99k thôi cả nhà nhá. Mọi em đảm bảo mọi người không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu ạ. Rất là rẻ và đẹp luôn, em có rất là nhiều màu nhá, đủ size, đủ số các bạn nhá. Đây này em cho mọi người xem này, đây là màu đen này. Màu đen này cả nhà ơi, đây là màu đen nhá cả nhà nhá. Cả nhà nhìn rõ đây là màu đen này. Đây là màu hồng sen này, màu hồng sen này các bạn ơi, các bạn nhìn màu hồng sen này. Màu xanh nước biển này, màu xanh nước biển này các bạn ơi, rất là đáng yêu luôn này. Các bạn nào mùa hè thích mát mẻ này, màu xanh nước biển này. Màu xanh màu tím Huế này, các bạn ơi màu tím Huế này, rất là đáng yêu luôn màu tím Huế này. Màu xanh lục này. À màu xanh dương này, em nhầm, đây là màu xanh dương nhá. Chào Nguyễn Vân, Nguyễn Vân ơi chia sẻ video giúp mình đi Nguyễn Vân ơi. Đây là màu xanh dương này cả nhà nhá. Đây là xanh lục này. Xanh lục mọi người có thể để cho em lại số điện thoại, bây giờ em sẽ thử từng màu cho mọi người xem nhá. Ai yêu cầu màu gì em sẽ thử luôn nhá. Màu xanh dương, à màu xanh lục này. Màu đô này cả nhà ơi. Em mặc thử đô nhá, từ nãy giờ em chưa mặc thử đô này. Chào Vũ Vũ Thế Công nhá, bạn ơi chia sẻ video giúp mình đi. Đây là màu đô này, màu xanh đen này, à, màu xanh 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 tím than này, xanh tím than này, màu xanh tím than này, đẹp lắm đấy các bạn ạ. À, màu gạch cua này, bây giờ mình sẽ thử màu gạch cua để cho các bạn xem nhá. Đây là mình có đủ màu mình để đây này, để đây bây giờ mình sẽ thử màu gạch cua cho các bạn xem nhá. Các bạn nhìn màu gạch cua này, màu gạch non nhá. Chào Lê Trường nhá, bạn đã chia sẻ video giúp mình đi. Đây nhá, bây giờ mình sẽ thử màu này cho các bạn xem nhá, rất là đẹp này. Chỉ có 99k thôi cả nhà nhá. Rất là rẻ luôn các bạn ạ, chỉ có 99k thôi ạ. Đây này các bạn ơi nhìn này, rất là đáng yêu luôn này, chỉ có 99k này. Các bạn nhìn này, mua 5 tặng 1 nhá, chỉ có duy nhất ngày hôm nay nhá các bạn nhìn này. Màu gạch cua này các bạn ơi, có thể thu dây đằng sau nhá. Mình cho các bạn xem quai đằng sau này, các bạn có thể thu cao thấp này các bạn nhìn này. Quai đằng sau này như một cái dây áo con này, có thể thu lên thu xuống này các bạn nhìn nhá, mình thu cho các bạn xem này, các bạn nhìn này, rất là đẹp luôn này. Đây nhá, kiểu này đang trễ này nhá, bây giờ mình sẽ thu cao lên cho các bạn xem này, các bạn không sợ lo là trễ nhá, mình mặc nó trễ nhá. Đây các bạn nhìn này, sau mình sẽ thu lên để các bạn nhìn nhá, mình sẽ thu này, đấy các bạn nhìn này, sẽ kéo cao lên, các bạn nhìn thấy cao chưa này. Đây là bên này mình sẽ kéo nốt bên này nhá, rất là đẹp luôn này các bạn này. Bây giờ mình sẽ kéo bên đằng này nữa này cho cân này, các bạn nhìn thấy chưa, rất là ôm luôn này các bạn nhìn, khi thu lên này phần này rất là ôm này, mình đứng sát cho các bạn xem này, ôm vào phần ngực luôn này, các bạn thích cao nó vẫn được nhá. Chào chị Phạm Tươi nhá, chị nhìn này váy đi ngủ rất là đẹp nhá, chỉ có 99k thôi cả nhà nhá, rất là đáng yêu này. Em có cả bộ đồ cả nhà nhá, mọi người không thích váy có thể lấy sang bộ đồ nhá, bộ đồ cũng rất là đẹp luôn nhá, rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Em có rất là nhiều màu này, bây giờ sẽ rơi cho mọi người xem nhá. Mọi người nhìn này, mọi người ơi đây là màu đỏ này, hiện tại em đang dơ là màu đỏ nhá, chỉ có 99k nhá, mua 5 tặng 1 khuyến mại cho khách hàng ngày hôm nay nhá, cho tất cả các bạn đặt hàng ngày hôm nay này. Màu xanh đen này, màu xanh tím than này, màu xanh tím than này, màu đô này, đỏ đô này các bạn ơi, đỏ đô đáng yêu chưa này, đỏ đô này đấy nhá, đấy là màu đỏ đô các bạn nhá. Đây là màu xanh lục này các bạn ơi, xanh lục này đáng yêu lắm ý, màu xanh lục này,
các bạn ơi, màu xanh lục này, các bạn ơi chia sẻ video giúp mình đi các bạn ơi. Màu xanh lục này, đấy là màu xanh lục này, màu xanh dương này, các bạn nhìn màu xanh dương này, xanh dương này, mọi người ơi chia sẻ video giúp em đi ạ. Màu xanh dương này, màu tím Huế này, màu tím Huế này, màu tím Huế các bạn nhé. Màu xanh nước biển này, mọi người nhìn màu xanh nước biển này, rất là đẹp luôn nhá. Nhưng bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k này. Các bạn nhìn màu hồng này, màu hồng đẹp chưa này. Màu hồng này chỉ có 99k thôi cả nhà nhá. Em có cả bộ ngủ quần đùi nhá. Em sẽ cho mọi người xem bộ ngủ quần đùi này. Em sẽ lấy xong bộ ngủ quần đùi cho mọi người xem nhá. Đây cả nhà ơi, bộ ngủ quần đùi đây này, em sẽ dỡ ra cho mọi người xem này. Tí em sẽ like xong bộ ngủ quần đùi nhá. Mọi người nhìn xem, em có cả quần đùi lẫn áo như thế này, màu y chang nhau không khác nhá. Các bạn ơi nhìn này, chất đẹp thun lạnh 100% luôn. Các bạn nhìn này, yêu không này. Các bạn nhìn đáng yêu chưa này. Chỉ có 99k thôi các bạn nhá. Rất là đáng yêu luôn. Chỉ có 99k thôi nhá cả nhà nhá. Cả nhà ơi chỉ có 99k này. Đẹp chưa này các bạn ơi. Rất là đáng yêu này. Các bạn nhìn này, chỉ có 99k thôi các bạn nhá. Rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Đây này mọi người, đây là màu đen này, màu đen em có cả bộ đùi lẫn dài giống nhau nhá. Mọi người nhìn đây là đen này, đấy là màu đen này, em có cả bộ đùi các bạn nhá. Đây là màu hồng này, màu hồng hồng cánh sen này, màu hồng cánh sen này, các bạn nhìn này, đẹp không này. Màu xanh nước biển này, đây là màu xanh nước biển này, màu xanh nước biển này các bạn ơi, đây là màu xanh nước biển nhá. Đây là màu tím Huế này, mọi người chia sẻ video giúp em đi ạ. Đây là màu tím Huế này, màu tím Huế này, đây là màu tím Huế này. Vâng ạ, đây là mọi người ơi, màu tím Huế này, à màu xanh dương này, màu xanh lục này, màu xanh lục này cả nhà ơi, màu xanh lục này, rất là đẹp luôn nhá. Màu em có cả bộ đồ cả nhà nhá. Đây này cả nhà ơi, màu đô này, rất là đẹp luôn này. Màu đỏ này, đỏ tươi này, màu đỏ tươi này các bạn ơi, màu đỏ tươi này, rất là đẹp luôn. Em mặc đây là màu cái cua nhá. Đây là màu xanh đen này, bây giờ em thử cái con xanh đen này xem nào. Rất là đẹp này, màu con, em thử con xanh đen này nhá. Cả nhà ơi, em sẽ thử sang màu xanh đen cho mọi người nhìn nhá. Mọi người ưng màu nào có thể là chút màu đây cho em nhá, để lại cho em cân nặng nhá. Em sẽ thử cho mọi người nhá. Em thử xem màu, màu xanh đen nhé các bạn nhé. Màu xanh đen rất là đẹp luôn này, rất là đáng yêu luôn này. Mình bảo đảm các bạn không đi đâu mua được sản phẩm này với giá 99k đâu nhé. Chỉ có 99k thôi cả nhà ơi. Mọi người nhìn màu xanh đen này đẹp không này, rất là đáng yêu này. Bạn nhìn là phần cổ rất là ôm này. Đây là màu gạch cua này. Mọi người nhìn đây là màu gạch cua nhé. Mọi người ơi chia sẻ video giúp em